Uh, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến, đến với video ngày hôm nay thì uh, trong video này mình sẽ uh, cập nhật cho các bạn một số những cái thông tin uh, nổi cộng trong những ngày gần đây cũng như là ở trên uh, cái trạc đồ thị của đồng XRP vì uh, mình cảm thấy là cũng rất là nhiều bạn quan tâm đến cái đồng XRP và những cái bạn nào mà xem video số 414 ấy thì các bạn chắc hẳn là các bạn cũng đã có được một cái vùng mua cực kỳ tốt và đến cái thời điểm hiện tại thì các bạn cũng đã có lợi nhuận cho cái vùng mua rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ cập nhật chi tiết ở phía sau thì ở cái thời điểm mà mình làm cái video này thì bitcoin đã có cái mốc giá là 41.000 đô đây thực sự là một cái mốc giá mà có lẽ là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta đúng không ạ và đây là một cái dấu mốc lịch sử mới được thiết lập ở trên thị trường điện tử thì những cái ngày gần đây thì các bạn khi mà các bạn lướt web hoặc là đọc báo mạng thì các bạn sẽ cảm thấy là tất cả những cái trang tin nó đều đưa tin về bitcoin và không chỉ là những cái trang báo lớn mà ngay cả những cái trang Uh, page về uh, trên Facebook cũng đề cập đến uh, tiền điện tử phải nó là uh, tiền tử đang uh, gần như là có cái sức nóng uh, vô cùng lớn ở cái thời điểm hiện tại và nó chiếm toàn bộ uh, những cái uh, trên những cái trang tin trên uh, các mạng xã hội đó và trong những cái ở trong cái video hôm qua mình vừa mình phân tích cho các bạn thì uh, mình cho rằng là cái đà bit uh, tăng nó thực sự là nó vẫn là còn đó và việc uh, cái các phương tiện truyền thông nhắc đến thì nó cũng là cái điều dễ hiểu và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng được là là có sẽ có thể sẽ có một cái sự bùng nổ mạnh hơn nữa như những gì đã xảy ra vào năm 2017 khi mà những nhà đầu tư nhỏ bắt đầu quan tâm và uh, nhảy vào thị trường. Uh, và trong uh, ngày hôm, hôm nay thì cũng có một cái tin tức khác uh, liên quan tới uh, về tài chính mà cũng mình nghĩ là cũng rất là nhiều bạn quan tâm đó chính là tỷ phú công nghệ uh, Elon Musk đã chính thức trở thành người giàu nhất trên thế giới và sự kiện này đã uh, đánh dấu một năm thực sự là rất là thành công uh, đối với ông và chỉ trong trong có năm 2020 mà tài sản của ông đã tăng lên tới 165 tỷ đô. Và một trong những cái nguyên nhân được chỉ ra đó là do uh, năm vừa rồi là Covid đã hoành hành và khiến cho các nhà đầu tư họ uh, đổ rất là nhiều tiền vào thị trường uh, chứng khoán, nói nói riêng vào thị trường tài chính nói chung. Uh, như mình đã nhận định trong cái video phân tích về uh, năm 2021 ấy, thì cái việc tình hình dịch bệnh còn diễn ra rất là phức tạp thì uh, uh, trong năm tới, trong năm nay thì các nhà đầu tư sẽ vẫn còn muốn đổ vốn vào những cái thị trường đầu tư tài chính và tiền điện tử chắc chắn là một trong những cái thị trường mà sẽ được cái số vốn đổ vào và các bạn có thể thấy chỉ trong những ngày đầu tiên của năm 2021 và chúng ta đã nhận được cái thông tin đó là thị trường crypto đã trở thành thị trường nghìn tỷ USD Đúng không ạ đây là một thông tin cực kỳ tốt và nó sẽ hứa hẹn rằng năm nay sẽ là một năm rất là sôi động và mình cho rằng là sẽ sôi động hơn năm 2020 rất là nhiều và được hưởng lợi từ cái điều này thì không không chỉ bitcoin mà những cái đồng coin ví dụ như là eth XRP hay là XLM cũng đều có cái sự tăng trưởng trong khi ETH thì suýt thoát nữa thì chạm được cái mưỡng là 1.300 đô vào đêm qua thì cái đồng coin gây rất nhiều sự tranh cãi trong những ngày gần đây là đồng XRP đã có cái sự phục hồi ấn tượng là lên tới 3,8% chỉ trong có một tuần rất là nhiều thông tin xấu được đưa ra để đẩy giá đồng coin này xuống tuy nhiên thì như thường lệ đồng XRP tăng lên điều này thì là cái điều mà mình sự là là không quá bất ngờ không quá bất ngờ khi mà những cái thông tin được đưa ra một cách uh, rột rập thì nó đều có cái mục đích là để giảm giá để đẩy giá xuống và khi mà đến cái vùng giá tốt thì nó sẽ được nó bơm lên thôi đây là cái điều đã diễn ra cũng rất là nhiều lần ở trong quá khứ rồi và mình cũng đã nhắc các bạn ở trong những cái video trước là các bạn không nên tin quá nhiều vào những cái thông tin đọc được ở trên các trang báo chí đó mà chúng ta khi mà chúng ta giao dịch chúng ta đầu tư chúng ta luôn luôn phải có cái sự chọn lọc thông tin cũng như là khi mà các bạn đọc được những thông tin các bạn cũng phải mở chặt một thị ra để xem xem là Uh, cái đồ thị nó đang đi xu hướng như thế nào chúng ta có nên uh, chúng ta chọn được cái vùng mua vùng bán như thế nào đúng không ạ chúng ta phải kết hợp hai cái đó thì các bạn uh, mới có thể đi tìm ra được một cái vùng uh, mua tốt thì đối với đồng XRP thì mình vẫn cho rằng đồng coi này sẽ chả có vấn đề gì trong năm 2021 cả và cái uh, vùng giá uh, tốt là cái vùng giá tầm 0.17 đến 0.2 là vùng giá mua rất là tốt là uh, mình cũng đã cập nhật cho các bạn ở cái video trước rồi. Còn đối với những cái bạn holder ấy mà thực sự là các bạn vẫn còn cái niềm tin đối với cả đồng XRP thì mình cho rằng là ở uh, cái mức giá hiện tại hoặc là thấp hơn nó là cái mức giá mà các bạn hoàn toàn có thể trung bình giá để các bạn mua vào được rồi các bạn hầu cho tới năm 2021 thì cái đồng đối với đồng XRP thì như mình cũng đã chia sẻ với các bạn ở rất là nhiều lần trong quá khứ rồi thì uh, cái um, trạng đồ thị của XRP nó sẽ tương đối khác với những cái đồng như là Bitcoin hoặc ETH nó sẽ có những cái cú pump giá vô cùng là bất ngờ và những cái cú sụt giảm thì luôn, luôn luôn đi kèm với những cái thông tin tin tức xấu để mà ép giá đi xuống cái vùng giá thấp thì mình nghĩ rằng là với những ai mà vẫn đang tin tưởng vào dự án Ripple hoặc là tin tưởng vào đồng XRP thì cái vùng giá trong khoảng từ 0.17 đô cho đến 0.2 đô đã là vùng giá tương đối đẹp để các bạn mua để các bạn có thể hold trong dài hạn rồi thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đúng không ạ? Và cái thời điểm mà khi mà những cái thông tin xấu được đưa ra cái đồng XRP bị đẩy giá xuống rất là sâu thì mình cũng đã có Ờ, đưa ra cho các bạn một cái vùng hỗ trợ quan trọng của đồng XRP đó chính là vùng 0.17 đô và à, cái vùng này nếu như mà bị phá vỡ thì khả năng là XRP sẽ còn giảm sâu nữa. Đó, tuy nhiên nếu như vùng này được được hâu được giữ thì chúng ta sẽ vẫn còn có thể có cơ hội để mà XRP à, quay trở lại cái đà tăng trưởng. Thì quả thật là khi mà giá đã chạm xuống cái vùng 0.17 0.17 đô thì sau đó đã rút dâu và và hồi lên một cách rất là nhanh chóng. Thì tại sao câu hỏi là ra là tại sao cái vùng 0.17 đô ấy, nó lại là cái vùng có cái ý nghĩa quan trọng như vậy. Thì các bạn có thể nhận thấy là ở trên trạc đầu thị của XRP trên khung daily ấy, thì chúng ta đang đi theo cái mô hình ba sóng điều chỉnh 3 ABC. Đây chính là cái mô hình mà sóng điều chỉnh của Elliot trong khoảng thời gian năm cuối năm 2020 thì ba cái sóng điều chỉnh, ba cái sóng giảm liên tiếp này tạo nên cái sóng số 2. À, sóng số 2 là sóng phụ và sóng điều chỉnh trong cái mô hình Elliot đúng không ạ? Và dựa trên mô hình Elliot thì chúng ta có thể phân tích kỹ hơn về sóng C. Thì sóng C sẽ là gồm trong cái sóng C ấy, là cái sóng giảm cuối cùng của cái sóng điều chỉnh. Thì nó sẽ bao gồm là năm cái con sóng nhỏ được hình thành của chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái sóng năm đã hoàn thiện với cái giá rất là thấp khi mức giá đã kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ là 0.17 25 đô la. Và ngay sau khi kết thúc cái việc kiểm tra lại cái mức hỗ trợ này thì điều đáng mừng là giá đã bật lên và đang đang duy trì theo cái xu hướng tăng. Khi mà chúng ta quay lại với cả cái lý thuyết sóng của Elliot thì uh, các bạn biết là với một cái xu hướng sẽ được tạo thành bởi hai cái mô hình sóng bao gồm là năm sóng thành phần với ba sóng chính và hai sóng hồi. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ra ra cái điều đồ, đồ thị của XRP đã hoàn thiện sóng tăng thứ nhất bao gồm năm sóng thành phần kể từ cái thời điểm mà đánh dấu mức đáy thấp nhất vào tháng 3 năm 2020 uh, kéo dài đến tháng 11 vừa rồi. Và ngay sau khi hình thành con sóng 1 thì chúng ta có thể thấy được cái sự đảo chiều giảm giá để mà bước vào cái quá trình hình thành sóng hồi thứ hai và thường ấy, thì cái đợt điều chỉnh sóng giảm này thì sẽ rơi vào khoảng cái vùng Fibo uh, 6.18 đến vùng Fibo uh, 78.6 tương đương với những cái ngưỡng hỗ trợ là khoảng 0.3 đô la và 0.17 đô la ở cái thời điểm hiện tại thì giá của XRP đang phản ứng với vùng giá là 0.3 đô la và chúng ta sẽ cần phải quan sát cái diễn biến của XRP trong những ngày tiếp theo xem là nó có thể vượt qua được cái vùng uh, giá quan trọng này hay không. Uh, theo lý thuyết sóng của Elliot thì sau khi kết thúc sóng hồi thứ hai ấy, thì giá sẽ tăng tăng hướng tới những cái đỉnh cao hơn trong cái giai đoạn hình thành nên sóng thứ ba theo cái mô hình Elliot. Điều này có nghĩa là chỉ cần XRP duy trì trên cái ngưỡng hỗ trợ 0.17 đô la thì ờ uh, XRP sẽ có khả năng sẽ tăng giá trở lại và thậm chí là có thể hướng tới những cái giá mức giá cao hơn. À, so với cái mức giá đã đạt được ở đỉnh con 61 ghi nhận vào hồi tháng 11 tức là mức giá là 0,7 đô la. Đây là theo uh, lý thuyết được ghi lại khi mà khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình sóng Elliott thì mình đưa ra những cái con số như vậy để mà các bạn có thể tham khảo. Ở à, như vậy thì hiện tại XRP đang uh, th thực hiện một cái điều kiện rất là quan trọng để mà uh, cái xu hướng tăng có thể xuất hiện trong cái thời gian tới đó là nó sẽ phải duy trì cái mức giá ở trên cái vùng hỗ trợ quanh mức 0.17 đô la điều này sẽ là cái điều mà phải được đảm bảo để mà cho cái việc mà giá trị của đồng coin này nó có thể uh, quay trở lại cái cái đà tăng trưởng nếu như xrp mà hình thành sóng thứ ba theo như mô hình Elliott mình vừa phân tích ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi xrp sẽ tiến đến những cái mức giá uh, cao hơn ở cái khu vực giá từ 0.88 cho đến 1.3 đô la bởi vì chúng ta luôn luôn thấy là hầu hết các trường hợp thì cái lực đẩy ở sóng 3 ấy là lực đẩy mạnh nhất và nó sẽ thường là nó sẽ vượt qua sóng 1. À, tất nhiên điều này sẽ không thực hiện trong ngày 1 ngày 2 được mà chúng ta sẽ cần phải mất có thể là nhiều tháng thì chúng ta mới có thể uh, hoàn tất được cái con sóng 3 này. Thì ở cái thời điểm hiện tại chúng ta đang nhìn thấy XRP đang phản ứng với những cái đường trendline được tạo ra bởi sóng số 1 đúng không ạ? Và không chỉ như vậy thì vào sáng nay XRP cũng đã phá qua được cái ngưỡng uh, kháng cự là 0.3 và như các bạn có thể thấy đồ thị giá hiện tại đã cắt qua hai đường trung bình là EMA 21 và uh, MA 200 và việc XRP phá vỡ được hai đường trendline và giao với hai đường trung bình này thì cho ta thấy một cái tín hiệu là có khả năng là sẽ có một cái lực đẩy lên trong cái thời gian tới và hiện tại thì giá trị của XRP đang hình thành một cái mô hình theo mô hình chữ V đây là cái mô hình mà uh, tương đối là 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 là, là, là hiếm gặp bởi vì sao? Bởi vì giá thường sẽ có những cái nhịp tăng và điều chỉnh chứ không phải là là tăng chứ không tăng mạnh ngay lập tức như là ở trên đồ thị ở XRP. À, tuy nhiên thì đối với cả XRP thì uh, như mình cũng đã đề cập nhiều là cái 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 kiểu pump của con coi này nó là như vậy. Nó sẽ không phải phải như là tăng một cách từ 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 theo những cái mô hình sóng uh, như là uh, như là những cái đồng coin khác mà khi XRP nó pump nó pump một cái cột uh, thẳng lên gọi là một cái cột uh, đâm thẳng chọc rất là mạnh và đây cũng là cái điều mà đã từng xảy ra trong quá khứ rồi ví dụ như là tại thời điểm tháng 3 năm 2020 nghìn các bạn có thể thấy rất rõ là cái mô hình đáy chữ V cũng được hình thành ở đây và xuất hiện ngay sau khi giá trên thị trường lao dốc một cách đột ngột và chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó chúng ta nhìn thấy là thị trường bước vào cái giai đoạn hình thành sóng một với những cái bước sóng tăng và giá liên tục xác nhận những cái đỉnh mới như vậy là nếu như thị trường diễn biến theo cái mô hình đáy chữ V thì đây hoàn toàn có thể là một cái cơ hội tốt cho XRP quay trở lại cái đà tăng. Ngay sau khi giá phá vỡ được hai đường trendline này tương đương với mức giá 0.3 đô thì đây uh, có thể xem xét là một cái tín hiệu báo hiệu rằng là giá đang chuẩn bị cho một cái uh, sóng tăng để mà kết thúc cái sóng hồi thứ hai và bắt đầu hình thành cái sóng thứ ba theo cái mô hình Elliot. Trong trường hợp mà giá không đi theo mô hình chữ V uh, thì mình nghĩ rằng là giá sẽ nhiều lần phản ứng giữa hai cái vùng là từ 0.17 cho đến 0.3 đô la, thì sau đó mới có cái nhịp bật lên của sóng thứ ba đây mình nghĩ là kịch bản nó sẽ dễ xảy ra hơn so với việc nó sẽ tăng thẳng một nhịp lên khoảng 3 ngay lập tức. À, một cái tín hiệu nữa ủng hộ cho cái xu hướng tăng giá của XRP đó chính là cái việc hai đường trên đồ thị của chỉ báo MACD đã xảy ra cái sự giao cắt và MACD histogram chuyển từ âm sang thành dương. Và đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là giá đang chuẩn bị cho một cái đà tăng trở lại. À, tuy nhiên thì những cái dấu hiệu trên thị trường chưa hoàn toàn khẳng định cho cái sự phục hồi của XRP. À, cái điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra và các bạn hãy thực sự là đề phòng nếu như mà trong những trong thời gian tới mà giá bị đẩy xuống dưới vùng 0.17 đô la thì đây thực sự là một cái điều à, tương đối là nguy hiểm và cái điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì sao? À, theo những cái diễn biến của BTC như hiện tại thì à, BTC không rõ là sẽ tăng đến khi nào tuy nhiên thì chắc chắn là nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh mạnh sẽ chờ đợi BTC ở phía trước và trong cái đợt điều chỉnh này thì rất có thể là những cái ăn coi như XRP cũng sẽ phải chịu áp lực cho cái đợt điều chỉnh như vậy và nếu như mà XRP khi mà đối mặt với cái đợt điều chỉnh này mà không giữ được trên cái vùng 0.17 đô la thì nó sẽ thì mình nghĩ rằng là XRP sẽ sẽ chuyển sang một cái xu hướng giảm mới thế nên là mình nghĩ rằng là cái vùng giá mà các bạn sẽ cần phải quan tâm đặc biệt đối với XRP sẽ là vùng 0 à uh, 17 uh, đô la là cái vùng mà các bạn sẽ cần phải quan sát trong cái thời gian gọi là uh, dài hạn đúng không ạ? Thì các bạn đây là, là cái vùng mà các bạn các bạn sẽ cần phải phải uh, phải lưu ý trong cái uh, thời gian tới và hy vọng là XRP sẽ không rơi ra khỏi cái vùng này thì mình nghĩ rằng là uh, cái cửa tăng trưởng của XRP sẽ vẫn còn có thể sẽ diễn ra trong uh, trong trong tương lai ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài những cái lệnh mà mình đã đánh trong uh, trong ngày hôm qua cũng như là tại sao mình đánh cái lệnh đó và đưa ra cái tín hiệu cho mọi người. Thì uh, như mọi người đã biết là trong những ngày gần đây thì trend chính của Bitcoin vẫn đang là trend tăng đúng không ạ? Thì uh, tất nhiên là khi mà trend tăng mạnh như thế này thì đừng dại mà chúng ta đánh ngược trend và chúng ta nên đánh những cái lệnh long theo cái xu hướng của thị trường là tốt nhất, là an toàn nhất. Chúng ta đừng dại mà đánh ngược trend khi mà cái xu hướng nó quá mạnh mẽ như thời điểm hiện tại. Ví dụ như là lúc chiều ngày hôm qua lúc 3 rưỡi thì mình cũng đã đưa cho mọi người một cái tín hiệu long và mình đã chốt được cả hai lệnh lãi long với cả đồng Bitcoin và ETH. cả hai lệnh này thì đều lãi 5 phần trăm trên lệnh mình à, nghĩ là cũng rất là ok. Thì uh, tại sao mình lại vào cái lệnh long như thế thì mình sẽ chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu cái cách đánh của mình. Thì ngoài khi mà khi mà chúng ta chơi thì ngoài cái việc là chúng ta quan sát cái xu hướng trên những khung thời gian lớn thì mình thường thường là mình sẽ sau khi xác định được cái trend là khung thời gian lớn là trend tăng đúng không ạ thì mình sẽ mở ra những khung thời gian nhỏ hơn để mà mình tìm hiểu lệnh. Ví dụ như hôm qua mình mở cái trang trên khung thời gian là M15 để xem xét cái điểm vào. Thì cái lý do mà mình đưa ra tín hiệu long ở cái vùng giá 36.952 đô la cho Bitcoin ấy là bởi vì mình nhận thấy được cái sự giao cắt của hai đường MA. đồng thời giá cũng vừa cắt lên hai cái đường trung bình này. Ngoài ra thì chỉ số RSI cũng đã cắt lên ngưỡng 50. Đó là lý do tại sao mà mình đưa ra cho mọi người cái lệnh long BTC và đến lúc 8 giờ 15 tối thì à, cái mức giá cũng đã chặn cái target của mình và mình đã chốt lại ở cái mức là 50% khi mà mình thấy là chỉ số RSI cũng đã tăng lên cái vùng quá mua thế là mình quyết định là mình cũng chốt ở đây là được rồi. À, tuy nhiên thì đến tầm tối đêm thì mình cảm thấy là cái lực tăng của BTC vẫn còn có thể cho chúng ta một cái tín hiệu long nhỏ nữa. Thế nên là mình đã long ở cái mức giá là 38.200 và 37.900 đô. Đó và chỉ sau vài tiếng đến tầm uh, thì đến tầm 11 giờ thì mình đã báo với mọi người là uh, đã win cái lệnh này rồi. Mặc dù là chưa chốt ngay ở tại đỉnh tuy nhiên thì uh, với cái sóng tăng khoảng 4% chỉ trong có vài tiếng thì mình nghĩ là cũng là rất là ổn và cũng rất là may là mình không hold cái lệnh này qua đêm bởi vì nếu như mình hold qua đêm thì các bạn có thể thấy là sau đó À, đến nửa đêm và dạng sáng có một cái lệnh xuống và quét stop loss đúng không? Cái, cái dâu rất là dài. Thì nếu mà mình để qua đêm cái lệnh này thì mình đã bị dính stop loss rồi thế nên là trong những ngày hôm nay thì mình thường ưu tiên là mình đánh đánh chắc hơn khi mà sóng nó cũng di chuyển rất là mạnh thì có lẽ là mình chốt thôi chứ mình không 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 hâu qua đêm nếu như mình cảm thấy là không không chắc chắn đó ok đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay Uh, hy vọng là video sẽ uh, cung cấp cho các bạn những cái uh, thông tin hay và hữu ích đặc biệt là những bạn nào mà quan tâm tới uh, đồng XRP đúng không ạ? Thì uh, trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục quan sát cái diễn biến giá của đồng XRP và cũng như cũng cùng với cả đồng ETH cũng như là Bitcoin và khi mà có những cái xu hướng nào mới nhất thì mình sẽ uh, cập nhật cho mọi người thì mọi người hãy nhớ subscribe kênh để mà có thể đón nhận được những cái video này Còn nếu như các bạn đang uh, giao dịch mà các bạn cần uh, hỗ trợ thì các bạn có thể để lại thông tin ở cái form đăng ký thì sau đó mình sẽ có admin Uh, liên hệ và sẽ add các bạn vào cái nhóm hỗ trợ đúng không ạ? Uh, cảm ơn mọi người đã lắng nghe video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.